Đây là tâm chú ngày 17 tháng 10 nha các bạn. Hôm nay về tâm chú rất là to. Màu đỏ, có màu đen, có màu xanh, có màu xám, có tàu lưa hết. Bù quá trời cho cái ống nước nè các bạn ơi. Con nào cũng nấu rất là to nha các bạn. Nó đu vào ống nước. Nó gom lại khúc cái này tạo ra ống nước này có nước chảy. Nó gom lại rất là nhiều. Đây có màu xám đen.